Dạ, hôm nay Linh Hoa giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền trên trục đường Lê Văn Quế. Và bây giờ Linh Hoa từ cái con đường Bình Long, Linh Hoa di chuyển xuống cái ngã tư bốn xã đi khu vực của Lê Văn Quế để quý khách tham quan được cái khu vực xung quanh của mình nhé. Ở đây là cái trục khu bốn xã đây. Khu bốn xã này nó là các cái con đường nhánh nối của các con đường nhánh như đường Lê Văn Quế, Hương Lộ 2, Thoại Ngọc Hầu, Bình Long, Phan Anh và Hòa Bình. Lê Văn Quế là con đường nối dài của đường Hòa Bình. Quý khách thấy được ở đây rất là sầm uất và đông đúc, mật độ dân số đông, lưu lượng xe cộ qua lại rất tấp nập. Và bây giờ thì Linh Hoa di chuyển vào cái con đường Lê Văn Quế để quý khách tham quan cái căn nhà mặt tiền của mình. Trục đường Lê Văn Quế nó nối từ ngã tư bốn xã và là con đường nối dài của đường Hòa Bình, chạy dài cho tới cái đường Mã Lò. Với cái bề ngang là 30m, đường đã mở rồi, vỉa hè hai bên khoảng tầm 3m, diện tích đất ở đây là mình xây đủ luôn. Và khu vực này rất là đông đúc và sầm uất. Trên các cái tuyến đường thì tuyến đường Lê Văn Quế được xem là đẹp nhất. Hai bên đường quý khách có thể thấy là buôn bán đủ mọi mặt hàng, mở văn phòng công ty và rất là nhiều ngân hàng cũng như là trường học Anh ngữ, siêu thị Co-op Food, Co-op Mart, Bách Hóa Xanh vân vân. Ở trên tuyến đường này thì Linh Hoa có rất là nhiều sản phẩm mặt tiền từ diện tích cho đến kết cấu để quý khách tiện lựa chọn. Và kênh YouTube Nhà Đất Linh Hoa là kênh chuyên về mặt tiền quận Bình Tân, cho nên là kênh Linh Hoa cập nhật liên tục giá cũng như hồ sơ pháp lý và những cái diễn biến về cái căn nhà mà Linh Hoa giới thiệu cho quý khách. Có một số căn nhà giá giảm liên tục do nhu cầu của người bán. Vì vậy quý khách nên bấm đăng ký kênh YouTube Nhà Đất Linh Hoa để tiện cho việc theo dõi giá cũng như các cái vị trí và diện tích kết cấu của tất cả các căn mặt tiền mà Linh Hoa giới thiệu nhé. Và bây giờ chúng ta đang di chuyển xuống cái khu vực căn nhà mà Linh Hoa giới thiệu. Quý khách thấy được hai bên buôn bán rất là đông đúc và sầm uất. Vị trí này rất là đẹp luôn. Từ căn nhà của mình cách ngã tư bốn Linh Hoa tới rồi. Đây là căn nhà Linh Hoa giới thiệu đến quý khách, cách ngã tư bốn xã khoảng 300m thôi. Với diện tích ngang 4m88, dài 30m, mình đúc một lầu nhà hướng nam. Với giá chỉ có 16,4 tỷ, còn thương lượng ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị căn nhà. Hướng này là mình chạy về khu bốn xã, cách Đầm Sen khoảng 1,5 km. Sổ hồng cầm tay, mua ra công chứng liền trong ngày. Và cái hướng này là mình đi về Mã Lò, tiện ích bán kính trong vòng 300m đầy đủ hết. Chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện. Từ đây mình đi khu Tên Lửa, đi bến xe miền Tây khoảng đi khu Tên Lửa khoảng tầm 5 đến 7 phút và đi ra bến xe miền Tây khoảng tầm 15 phút. Ở đây mình giao thông qua các quận 5, quận 11 rất là thuận tiện. Quý khách có nhu cầu tham quan căn nhà này, vui lòng kết nối với số hotline Nhà Đất Linh Hoa đăng trên màn hình để tham quan một cách chi tiết và làm việc trực tiếp với chủ nhà. Và hiện tại thì Linh Hoa còn rất là nhiều sản phẩm, quý khách có thể tham quan một số cái sản phẩm khác cho cái việc lựa chọn cho mua nhà của mình một cách hoàn hảo hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.